Hello, chào mừng các bạn đã đến với chuỗi video hướng dẫn móc bikini crop top từ đơn giản đến phức tạp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một kiểu bikini yếm có hình rễ quạt ở giữa như thế này. Để móc bikini kiểu yếm như vậy, các bạn cần chuẩn bị một số dụng cụ như sau. Đầu tiên là kim móc mình dùng kim có độ dày là 2,5 mm, sau đó là chỉ, mình dùng chỉ cô tông Việt Nam sợi 1,5 mm. Đây, một cuộn như vậy là 100 g, mình sử dụng là một cuộn. Sau đó là kéo, cuối cùng đó là mút lót ngực. Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy số đo cho áo này và nói về tổng quan các bước móc một chiếc áo như vậy. Thì đối với lấy số đo, mình ví dụ như các bạn đo phần chân ngực là các bạn sẽ đo từ trước ra sau, vòng qua một vòng, các bạn sẽ đo được 72 cm. Thì các bạn sẽ chia đôi ra, là bằng 36 cm. Sau đó các bạn sẽ cộng thêm cho 3 nữa là 39 cm. Sở dĩ phải cộng thêm cho 3 nữa là các bạn, cái phần áo này các bạn sẽ móc dư ra, cái phần chân ngực này nè, các bạn sẽ móc dư ra để nó bao lại phía sau của phần eo. Như vậy thì cái áo nó hình thang vậy, nó xuôi xuống, nó sẽ chen được phần ngực của các bạn. Và tiếp tục mình sẽ nói về các bước móc áo này. Thì đầu tiên là bước thứ nhất là các bạn sẽ móc phần chân ngực này trước. Đây, móc một đường chân ngực. Sau khi móc một vòng chân ngực này, các bạn sẽ tiếp tục móc tiếp phần phía bên đây. Đây là bước thứ hai, các bạn sẽ được một phần phía bên đây. Tiếp tục bước thứ ba là các bạn sẽ móc phần phía bên đây nữa, tức là hai mảnh nó sẽ rời nhau và nó được nối bằng cái phần chân ngực này. Bước thứ tư là các bạn sẽ móc phần quạt này, nối hai cái mảnh của bước 2 và bước 3 lại. Đó là bước 4. Bước thứ năm là các bạn sẽ móc phần dây lưng. Dây lưng này mình đã có hướng dẫn móc ở một video của một crop top khác rồi, các bạn có thể bấm vào và xem lại cách mình hướng dẫn móc phần dây lưng này. Tiếp tục bước thứ sáu là các bạn sẽ móc phần viền mũi bông dâu ở phần cổ cho mình. Sau khi móc phần viền mũi bông dâu thì các bạn sẽ làm bước thứ bảy luôn, đó là móc phần dây cổ. Mình quay lại bước thứ năm, thì lúc mà các bạn móc phần dây lưng á, bản lưng á, thì các bạn sẽ móc luôn cái phần dây cột luôn. Đây, phần dây cổ ở hai bên này là mình tính vô bước thứ năm luôn. Cuối cùng
Bước thứ 8 đó là các bạn sẽ gắn mút lót ngực vào. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn móc nha. Mình sẽ nói qua cái phần lấy mũi đầu tiên, đó là các bạn sẽ có được phần chân ngực có chiều dài là 39 cm, thì 39 cm tương ứng với lại là 77 mũi móc xích. Mà cái số 77 này nó còn phụ thuộc vào cái phần ở giữa này. Các bạn sẽ móc phần rĩa quạt ra, các bạn phải chừa ra một đoạn, đó là 7 mũi, 7 chân mũi, để các bạn móc phần rĩa quạt như vậy. Cái số mà 77 á, mình sẽ gọi là A đi. A này á sẽ bằng 7 cộng cho một số B, mà số B này á phải thỏa điều kiện là B chia hết cho 2. Bởi vì sao phải chia hết cho 2? Bởi vì là mỗi bên, hai bên này phải được chia đôi và bằng nhau thì cái áo nó mới cân đối. Ví dụ như số 79 hoặc là số 87 thì nó lại không chia hết cho 2. Nếu mà các bạn chia 2 thì mỗi bên nó sẽ bị lệch. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy mũi đầu tiên. Đầu tiên, các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó, vòng chỉ qua kéo lại, các bạn được một mũi đầu tiên. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 77 mũi móc xích. Sau khi các bạn đã gầy được 77 mũi móc xích, tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích nữa. 1, 2. Sau đó vòng kim qua, đâm vào chân mũi thứ 3, kéo lên móc lên cho mình 1 mũi chữ T. Mũi chữ T này tức có nghĩa là các bạn sẽ kéo qua luôn 3 lỗ này, hay các bạn sẽ được một mũi chữ T. Tiếp tục, các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai, móc lên mũi chữ T thứ hai. Bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng. Sau khi các bạn móc xong vòng đầu tiên, các bạn sẽ dùng chỉ để đánh dấu theo công thức là 35, 7 và 35, là chừa lại phần rãnh ở phía giữa này là 7 mũi, các bạn sẽ không móc vào đây. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên hàng thứ hai, xoay ngược phần móc lại, tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi bính. 1, 2. Sau đó đâm vào chân mũi thứ hai, móc lên cho mình 1 mũi chữ T. Tiếp tục chân mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Các bạn cứ móc như vậy cho đến cái phần mà mình đánh dấu này đến mũi này. Sau khi các bạn móc xong vòng thứ hai, tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích, sau đó xoay ngược phần móc lại, tiếp tục móc lên cho mình vòng thứ ba như tương tự. Chân mũi đầu tiên là chân mũi thuộc hai chân của hai mũi móc xích này rồi, thì mình sẽ đâm vào chân mũi thứ hai, móc lên cho mình 1 mũi chữ T. Tiếp tục các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng. Là mỗi hàng như vậy các bạn sẽ được 35 mũi. 35 mũi chữ T.
Sau khi móc đến chân mũi gần cuối, các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng là đây, móc lên cho mình một mũi chữ T cuối cùng, là các bạn sẽ đủ 35 mũi. Thì cứ móc hết một hàng là các bạn sẽ đếm lại coi đủ 35 mũi hay không. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ tư. Thì vòng thứ tư các bạn cũng sẽ móc tương tự. Đầu tiên là móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó bỏ chân móc đầu tiên đâm vào chân móc thứ hai. Móc lên cho mình một mũi chữ T. Tiếp tục móc mũi chữ T thứ hai. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng. Vòng thứ 5 và vòng thứ 6 các bạn cũng móc tương tự như vậy. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong vòng thứ 6. Sau khi móc xong hết vòng thứ 6, các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình vòng thứ 7. Thì ở vòng bắt đầu từ vòng thứ 7 này, mình sẽ bắt đầu giảm mũi. Giảm ở phần rìa của áo, đó là mỗi vòng như vậy mình sẽ giảm một mũi. Đây mình sẽ bắt đầu móc vòng thứ 7, đầu tiên là móc lên cho mình 2 mũi móc xích, sau đó xoay ngược phần áo lại. Tiếp tục móc các mũi chữ T ở chân móc thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Các bạn cứ móc như vậy cho đến cuối hàng. Đây là mũi thứ 34 á. Ở vòng số 7, sau khi móc đến mũi thứ 34 thì mũi thứ 35 các bạn sẽ không móc, bởi vì từ vòng thứ 7 trở đi các bạn sẽ bắt đầu bỏ mũi. Mỗi vòng các bạn sẽ bỏ một mũi. Như vậy vòng thứ 7 các bạn sẽ còn 34 mũi. Tiếp tục các bạn xoay ngược lại phần áo, móc lên cho mình vòng thứ 8. Để móc vòng thứ 8, đầu tiên các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên, móc cho mình một mũi dời. Khi các bạn móc mũi dời là các bạn đang tiến hành bỏ mũi đó. Sau đó đâm vào chân mũi thứ 2, móc tiếp mũi dời thứ 2. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó đâm vào chân mũi thứ 3, móc một mũi chữ T. Bây giờ các bạn cứ móc như bình thường cho đến hết hàng. Như vậy vòng số 8 các bạn sẽ còn lại là 3. Đây đến chân mũi cuối cùng, các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng, móc lên cho mình một mũi chữ T. Sau khi móc xong vòng số 8, các bạn sẽ xoay ngược phần áo lại. Tiếp tục móc lên cho mình vòng số 9. Để móc vòng số 9, đầu tiên là các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó đâm vào chân mũi thứ 2, móc lên cho mình một mũi chữ T. Tiếp tục móc mũi chữ T thứ 2, thứ 3, thứ 4. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng. Và mỗi hàng như vậy các bạn sẽ bỏ một mũi. Cách bỏ là tương tự như dòng số 7 và dòng số 8 mình đã thực hiện. Các bạn sẽ móc đến dòng số 31. Mình sẽ gặp lại các bạn ở dòng số 31. Và trong quá trình bỏ mũi thì cứ mỗi vòng các bạn cứ đếm lại xem có đủ. Sau khi móc xong vòng thứ 31 và trải qua quá trình giảm mũi, mỗi vòng thì giảm một mũi, thì ở vòng thứ 31 các bạn sẽ còn lại là 10 mũi chữ T. Đây mình sẽ đếm cho các bạn xem: 2, 4, 6, 8, 10. Và các bạn sẽ để chỉ luôn tiếp tục móc lên cho mình phần dây cột cổ áo. Để móc phần dây cột cổ áo thì các bạn sẽ móc lên cho mình 80 mũi móc xích. 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9. Sau khi móc xong phần dây cột cổ ở phía bên trái này, các bạn sẽ kéo chỉ ra một đoạn. Sau đó dùng kéo cắt đi phần đoạn chỉ này. Kéo chỉ ra, cút lại thật chặt. Như vậy các bạn đã hoàn thành xong một phần của bên áo, đó là phần phía bên tay trái. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục móc phần áo ở phía bên tay phải. Để móc phần áo phía bên tay phải, các bạn sẽ xoay áo lại mặt phía bên này. Chúng ta sẽ bắt đầu dùng chỉ lấy mũi đầu tiên. Kéo chỉ ra. Sau khi có được mũi đầu tiên, các bạn sẽ đâm vào chân mũi mà mình đã làm dấu. Đây là cái phần mà màu trắng mình đã đánh dấu, đó là phần 7 chân mũi để mình móc cái phần đĩa quạt ở giữa áo. Và đây là cái phần mà bạn phải móc. Sau đó thì kéo mũi đầu tiên qua chân mũi này. Bạn sẽ được như vậy. Tiếp tục, các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích. 1 2. Sau đó thì đâm vào chân mũi tiếp theo. Các bạn phải nhớ là cái phần ở ngoài sau á, là cái đoạn chỉ bị dư ra, là các bạn sẽ nẹp luôn vào phần của mình móc. Đây, mình sẽ đâm cho các bạn xem. Kéo chỉ qua. Vậy cái đoạn chỉ này nó sẽ được lồng vô cái phần các bạn móc, thì cái chỉ này nó sẽ được che lại luôn. Tiếp tục móc lên một mũi chữ T. Mũi thứ hai này. Để cái đoạn chỉ này nó ở giữa. Kéo chỉ qua. Mũi thứ ba. Như vậy thì các bạn không cần phải mất công dùng kim để che đi đoạn chỉ này, bởi vì sau khi móc xong phần áo thì những cái đoạn chỉ thừa các bạn sẽ dùng kim để khâu lại những phần đoạn chỉ thừa. Cái áo nó sẽ đẹp và thẩm mỹ hơn. Cứ như vậy, bây giờ các bạn bắt đầu móc 35 mũi chữ T trên 35 chân mũi. Các bạn cứ như vậy móc đến hết hàng. Sau khi móc đến chân mũi thứ 34, các bạn tiếp tục đâm vào chân mũi cuối cùng, móc lên cho mình mũi thứ 35. Sau khi móc xong hàng thứ hai, các bạn sẽ bắt đầu móc lên cho mình hàng thứ ba. Để móc hàng thứ ba, đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó xoay ngược phần áo lại, móc lên hàng dòng thứ ba tương tự như ở dòng thứ hai. Đâm vào chân móc thứ hai, móc lên một mũi chữ T. Tiếp tục mũi thứ hai, thứ ba. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng. Ở dòng thứ 4, dòng thứ 5 và dòng thứ 6, các bạn cũng móc tương tự như vậy. 35 mũi cho mỗi dòng. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi móc xong dòng thứ 6. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 7. Thì bắt đầu từ dòng thứ 7 trở đi, các bạn sẽ bắt đầu bỏ mũi. Mỗi dòng các bạn sẽ bỏ một mũi. Tương tự giống như là bên tay trái của mình nè. Sau khi mà các bạn bỏ đến dòng thứ 31 thì tổng cộng còn lại là 10 mũi chữ T. Thì cái phần bỏ mũi các bạn cũng sẽ bỏ tương tự giống như mình đã hướng dẫn ở phía bên tay trái. Đầu tiên là móc một mũi dời. Đâm vào chân mũi đầu tiên, móc lên một mũi dời.
Tiếp tục đâm vào chân mũi thứ hai, móc mũi giờ thứ hai. Sau đó móc lên cho mình hai mũi móc xích. Như vậy các bạn đã bỏ đi một mũi chữ T. Sau đó lại đâm vào chân mũi tiếp theo, móc lên cho mình một mũi chữ T. Cứ như vậy các bạn cứ móc cho đến hết hàng. Như vậy dòng số 7 các bạn sẽ còn lại 34 mũi. Tương tự ở dòng số 8 các bạn lại bỏ một mũi thì còn 33 mũi. Các bạn cứ bỏ như vậy cho đến hàng số 31 là còn lại 10 mũi chữ T. Mình sẽ